Bên trong mật thất dị năng giả hiệp hội tổng bộ, Thổ Tinh sư và Lợi Tư nhìn hình ảnh, xúc tu do tinh dáng đại nhân để lại sau khi bị đánh bại, thứ này sẽ mang lại rắc rối lớn cho thu luyện giả. Hai người thảo luận sử dụng khả năng của Lợi Tư tìm xúc tu, nhìn Lợi Tư quay đi tìm xúc tu, Thổ Tinh sư thầm nói, quá nhiều năng lượng đã được đưa vào hành tinh này, hy vọng sẽ có thu lợi như mong đợi. Ở phía bên kia, Kim Thủ Chỉ vẫn đang trên đường, Dương Quang đang rảnh rỗi, nằm trên đầu thần lằn, thư giãn tận hưởng ánh mặt trời, nhưng rồi một động tĩnh khiến Dương Quang đột ngột ngồi dậy, này thần lằn nhỏ, bình tĩnh lại một chút được không? chỉ thấy con thằn lằn rũi móng vuốt và chỉ về hướng phía trước dương quang không khỏi giật mình anh thấy một xúc tu màu đỏ vằn trắng nhô ra khỏi mặt đất cách đó không xa dương quang có chút nghi hoặc đây là cái thứ đồ gì vậy trong cũng ngon ăn quá nhỉ ở một bên khác giao giao nhìn lý doanh doanh tự tin từ từ tiến lại gần tại sao hiệp hội dị năng giả muốn săn lùng tu tiên giả chúng ta lý doanh doanh cười lạnh cái này còn cần có lý do sao đây là lệnh từ bên trên giao giao vội nói vậy cô có bao giờ nghĩ về lý do tại sao không tu tiên giả chúng ta đã tồn tại từ thời cổ đại hiệp hội dị năng giả các ngươi không chấp nhận ngươi không muốn biết tại sao ư ừ. lý doanh doanh nhất thời trầm mặt xuống đừng phí lời ngươi chỉ cần biết hôm nay ngươi đừng mơ ra khỏi đây giao giao ánh mắt lạnh lùng cánh tay từ từ giơ lên một vòng tròn ma thuật màu đỏ từ từ xuất hiện ngay lập tức một bóng người xuất hiện phía sau lý doanh doanh mạnh mẽ đấm thẳng xuống lý doanh doanh khẽ quay đầu lại một bông tuyết trắng ngay lập tức quấn lấy hình nhân giao giao vô cùng nghiêm túc điều khiển chỉ thấy cục bông trên khắp cơ thể con rối ngay lập tức cứng lại sau đó không ngừng bóp mạnh vết nút xuất hiện khắp cơ thể con rối con rối bị giữ chặt lại, xích trên cánh tay vẫn cố bắn ra tấn công, thẳng về hướng Lý Doanh Doanh, Lý Doanh Doanh nhẹ nhàng tránh né, vươn tay ra nắm lấy móng vuốt sắt, sau đó quay lại và dùng lực đem con rối ném về phía Giao Giao. Giao Giao ngay lập tức triệu hoán con rối khác đứng trước mặt cô, đùng một tiếng, hai con rối tan thành từng mảnh, dị năng giả thực sự rất phiền. Lý Doanh Doanh cười lạnh, khả năng của ta là biến cơ thể mình thành sắt theo ý muốn, còn có thể điều khiển hình dạng, ngươi chỉ thao túng những thứ này. Không phải đối thủ của ta, quả nhiên tu tiên đều là kẻ yếu ớt, giao dao nở một nụ cười tinh nghịch thế sao? Dưới vẻ mặt kinh ngạc của Lý Doanh Doanh, chỉ thấy những mảnh vỡ của con rối từ từ trồi lên khỏi mặt đất, lơ lửng trong không khí, từ từ tập hợp lại, nguyên vậy không sứt mẻ, lần nữa xuất trận, rõ ràng là vừa rồi chúng đã thăng cấp, con rối lao tới vù một tiếng, Lý Doanh Doanh ngạc nhiên, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, ngay lập tức, đầu ngón tay cô đông lại, một tấm khiên trắng khổng lồ xuất hiện trước mặt, cuối cùng cứng lại, chặn tấn công của con rối, nhưng sau đó, một con rối khác của giao dao xuất hiện trước mặt Lý Doanh Doanh trong hình dạng khổng lồ, nắm đấm to lớn vung ra. Tiếng gió hú không ngừng vang lên, một cú đấm đánh mạnh vào tấm khiên trước mặt lý doanh doanh lý doanh doanh lập tức đã bị đánh bật trở lại dao dao giơ cao tay trận pháp trong tay không ngừng nháy sáng vẫn chưa kết thúc đâu ngay lập tức một con rối thép xuất hiện sau lưng lý doanh doanh bước tới ngay lập tức khóa chặt lý doanh doanh hai con rối lập tức hành động trong chốc lát tàn nhẫn đập mạnh vào lý doanh doanh bị mắc kẹt sau đó một loạt tiếng nổ lớn vang lên hai con rối nhanh chóng rút lui đợi khói mù tan đi chỉ thấy lý doanh doanh bên đó được bao quanh bởi một quả cầu sắt khổng lồ dao dao nhìn sững sờ nghĩ thầm theo tình báo về hiệp hội dị năng giả, tất cả bọn họ đều có sức mạnh dị năng cấp 6 trở lên, nó có vẻ không sai rồi, doanh danh này có lẽ đã đạt cấp 7. Bên kia Hồ Thanh Sơn, vài người đàn ông mặc đồ đen đang bước đi trên mặt đất, tay ông lấy cô gái chuẩn bị quay về phụ mệnh, nhưng bọn họ đã bị chặn bởi hai người. Đó là Lạc Địch và Ô Đạt của Kim Thủ Chỉ, Lạc Địch ấn chiếc mũ lưỡi chai và lạnh lùng nói, "Đưa cho ta cô gái trong tay ngươi." Người đàn ông mặc đồ đen đặt người xuống, quay đầu nhìn đồng bọn của mình, đó là Lạc Địch và Ô Đạt từ Kim Thủ Chỉ, "Hãy cẩn thận, ngay lập tức" hai người đàn ông mặc áo tràng đen phía sau lao về phía lạc địch lạc địch rút ra điện quang bảo kiếm tia lửa điện bắn ra kiếm khí lay động ô đạt cũng vung liềm sắc khí cuồn cuộn rất nhanh liền giải quyết xong hai tên lâu la ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông mặc áo tràng đen trước mặt giao người ra đây